theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Ở dưới này thì clip đang dùng cho mình là một khẩu shotgun. Jimmy đang có khẩu Barry ở dưới tầng 1. Vào vị trí của Huynh đi. Huynh đang có những tình huống chủ động tanh lên. Khẩu AKM mình nói chung là bây giờ là kẹp xong. Phát hiện ra vị trí của clip, đè chuột phải bắn tiếp vào trắng rồi. Và đó là hiện tức với vị trí của Jimmy. Cover tốt nhưng mà đó là mìm. Có tình huống sử dụng shotgun tốt. Bây giờ xe là tình huống bắn nữa đến từ vị trí của clip. Liên tục đó đổi mạng đến từ team Liquid và các thành viên về team Sonic. Vâng, như các bạn đã biết, Sonic là một trong những đội tuyển làm mưa làm gió ở giải đấu MPL, giải đấu hàng đầu Bắc Mỹ. Nhưng mà đây gặp phải team Liquid đã mất tới 2 người rồi. Rõ ràng là Liquid vẫn là một cái tên mà không thể xem thường vị trí của Jemzy cũng như là vị trí của Clip vừa rồi. Kẹp xăm quá khó chịu, nhưng mà đây thì đó là Mixi bị knock out. Đó một pha knock out đến từ Streamzy ở ngoài, ngoài tường bao. Vị trí của Streamzy bắn rất tốt. Rusty Zera vừa rồi có cho mình cái mạng của Pucci với team Daytrade Gaming. Diễn biến khác của map thi đấu thì bây giờ các thành viên team Sonic đã muốn tỉ thí tay đôi luôn với các player phía team Liquid. Streamzy đẩy vào một tình huống mà clip đã confirm đi cái mình cái mạng của Win rồi, nhưng mà dưới này vẫn đang có Ibiza một góc ngồi rất điếm ở khu vực tầng 1. Ibiza vừa rồi đã có cho mình cái mạng của Streamzy rồi. Quay ngược trở lại đây thì team Liquid họ đang muốn đi và muốn lùa các thành viên phía team Sonic. Vâng, thôi Sonic quả này toang rồi. Sonic chỉ có mỗi TGL, TN thôi. Không biết là một club 4 nữa hay không đây. Nhưng mà cái góc này phía bên kia với team Liquid họ stack lại với nhau khá đông người thì rất là khó. Một góc bắn mà team Liquid. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy là TGL, TN làm cho mình một mạng rồi. Jimmy bắn yếu máu. Ibiza cũng bị táp bởi đó là vị trí của Guki. Cả hai player đều mất đi cho mình tới 50% máu. Một cuộc bắn qua kỳ từ vị trí của TGL, TN. Bây giờ thì Jimmy quá yếu máu rồi. Búc flat ra nằm xuống rất bình tĩnh từ vị trí của TGL, TN. Tiếp tục là quả flat nữa. Một tình huống nhá không thể tin được mà bắn như thế này, bắn như... ui xây sạc rồi. Ui trời ơi, tôi phải nói là đã qua mắt Sonic với cái thành viên team Liquid lại dã nhau luôn này. Ui ôi, vị trí của mình bắn cho cái thành viên team Liquid hiểu thế nào là Bắc Mỹ luôn. Mấy thằng này nó điên rồi anh em ạ, điên rồi. Mấy thằng này chính thức là điên rồi nhá. Liquid trận trước giá cái thành viên team Sonic, trận này cái thành viên team Sonic cầm hết shotgun vào đi lùa tại vì team Liquid. Và đó tình huống bắn tốt đến từ vị trí của TGL, TN với khẩu M4. Bắn cũng bất đắc dĩ lắm thì họ mới vào đó. Và bây giờ các thành viên team Sonic đi lùa rồi. Streamzy đang là người đi đầu. Ui, cầm cả laser. Ủa ôi, thằng này bắn vector laser à? New meta chăng? Ở phía bên kia đang là Mixi. Ui nhà dẻo qua nhà. Ui Liquid Ibiza sử dụng cho mình là shotgun. Tình huống vừa chạy vừa bắn nhưng mà Streamzy tanh lên với khẩu vector. Vâng, liên tục một tay vector từ vị trí Streamzy. Sau đó là Win. Sonic clear toàn bộ cái thành viên team Liquid, sấy xác rồi. Lại là sấy xác đến từ các thành viên bên phía ở team Sonic. Không biết là phải vào giải đấu chính thức chúng nó có như thế này không, nhưng đây là những cái động thái dằn mặt nhau rất cụ thể luôn. Đây là những cái động thái dằn mặt nhau cực kỳ cụ thể đến từ cả Sonic và các thành viên phía team Liquid luôn. Đang có tình huống móc công đến từ vị trí Ibiza. Ui rất chai hát, thằng này nó bò luôn anh em ạ. Ui Ibiza đang bò. Ui có tình huống lén lút. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn trăng đen. Hầu Win rồi. Ui đây rồi. Cú giòm nhìn thấy đầu của Hầu Win rồi. Ui giời, cú giòm. Ui dậy nào. Tình huống với Ibiza liệu có thể bắt cóc được các thành viên phía team Sonic hay không đây. Rất try hard. Jemzy bắt được một người bên phía ở team. Đó là Sonic. Lao vào nhau luôn đến từ cả Sonic với các thành viên team Liquid rồi. Và bây giờ thì Sonic đang bị khép góc. Ibiza chạy từ đằng sau ấy. Nhưng mà bây giờ thì Ibiza và Win, hai player này sẽ va chạm lẫn nhau. Quả nét có trả khu tầng 2 không? Không, đây là quả nét mà cố gắng muốn confirm player phía team Sonic ở phía đằng xa, ở khu vực tròi canh. Và bây giờ quả nét của Ibiza rất chuẩn xác, confirm kill được một người và Win cùng với Ibiza. Nào. Shotgun. À không, đây là Tommy Gun, nhầm. Flash được trả ra, quay. Ui,
đè chuột phải không thành công, nhưng mà confirm kill không confirm được đoạn đó, và đó là vị trí của Mixi. Cover cực kỳ nhanh, Liquid dẫn trước 2-0. Và bây giờ thì Sonic họ gỡ lại một bàn với vị trí của Mim. Confirm kill được vị trí Ibiza với khẩu Vector. Vẫn đang là Liquid và các thành viên phía team Sonic. Và vẫn là câu chuyện mày bắn thì tao không bắn giữa hai tay chơi này, một đội tuyển đến từ Bắc Mỹ và một đội tuyển đến từ EU. Và bây giờ thì Tingleton ngồi dậy, Tingleton có những cái mạng của Jim gì. Thực sự là thằng Tingleton này nó bắn quái đấy, bắn cực kỳ quái luôn. Xem những cái giải đấu ở Bắc Mỹ, tôi cứ nghĩ là Sonic họ ao trình các team khác là đơn giản thôi, nhưng mà bây giờ họ bắn với team Liquid, họ thậm chí là còn dã cái team phía team Liquid ngang ngửa luôn, không hề rén. Bây giờ phát hiện ra vị trí, không phát hiện ra vị trí clip. Và bây giờ nào clip nhìn thấy đầu rồi, lại là tâm ruồi nữa. Và clip di chuyển. Ui dồi ôi, giày suýt nữa thì tụt chuẩn quần đến từ vị trí của Tingleton. Một pha nhảy qua mái nhà và suýt tụt chuẩn quần đến từ vị trí của clip, đẩy vào Tingleton. Bây giờ thì Mixi là mình khép góc. Thôi xong. Thằng này nó bắn AKM đạn đuổi à? Ơ cái gì thế? Nào nhảy vào trong luôn, flash được giã vào. Ui, treo nhà vệ sinh. Thôi xong. Ui, Liquid bị outplay hoàn toàn. Tiếp tục là mở cửa, di chuyển góc đối diện lại. Và bây giờ Tingleton cùng với đó là vị trí của clip. Quả flash được bục ra và đó là nổ gọp meow headshot không chính xác là hạ gục vị trí của clip. Quá kinh khủng đến từ vị trí của Tingleton, một mình Tingleton làm hết, bắn quái không chịu được. Và những cái pha di chuyển của Tingleton là khiến cho thành viên team Liquid vẽ chữ L. Ôi trời ơi, Liquid, đây là Liquid. Trời ơi, shot Tuki nó đang bắn vào các thành viên phía team LG Divide đây này. Tôi nhìn không nhầm thì ở đây shot... Ui, cái gì kia? Đấm nhau, ui, đấm nhau luôn từ bọn này à? Ơ kìa, ui, đấm nhau liên tục luôn. Phi dìu cái thứ meme có thì mình cái mạng clip này. Vâng, 7 năm đi học võ tàu không bằng nhát dao bầu Việt Nam. Nhưng mà không dùng dao bầu nữa, chúng nó phi nhau luôn. Ibiza có, và đó là vị trí của Stream gì? Có cho mình cái mạng của Mixi. Team Liquid mất 2 người rồi. Vâng, lại là trong cuộc Bochinki, chúng nó còn phi dìu vào mặt nhau luôn, mới sợ luôn. Bọn này giang hồ thế nhở. Vị trí Tingleton, Tingleton bắn tốt, lại là những tình huống bắn vector nhá. Nhá rất nhanh, cái thằng này mẹ mà họ nhá. Ui, nhá này. Ui dồi ôi, Rimzy, ui. Thằng Rimzy kia, thằng Rimzy nhá cũng chạy. Ui ôi. Xảy xác rồi. Ở nhà thương điên thì có Fong, Reman, có 4 thằng hâm. Thì vào đây lại có team Liquid với Sonic.